Phía bên đội hình Công Tum đó là Lương Đắc Gia Huy, hậu vệ mang áo số 33. Hậu vệ Phạm Bảo Nam mang áo số 29, thủ môn Nguyễn Thanh Tùng. Tiền vệ mang áo số 45, Bùi Gia Bảo. Tiền vệ mang áo số 47, Võ Bảo Nam. Tiền đạo mang áo số 32, Nguyễn Minh Mẫn. Nhật Huy mang áo số 22. Đội hình của cầu thủ nhí như sau: thủ môn Nguyễn Ngọc An Sang, Nguyễn Trần Tuấn Hiệp, hậu vệ Nguyễn Minh Đức, tiền vệ mang áo số 10, Đỗ Thành Hên mang áo số 3, Phạm Tuấn Kiệt mang áo số 9, Trịnh Ngọc Nguyên Khang mang áo số 5 và Ngô Hải Đại Dương mang áo số 8. Và đội Công Tum lúc này trong màu áo trắng và đội cầu thủ nhí trong màu áo đỏ. Chúng ta thấy lúc này cầu thủ nhí bây giờ là một đội rất là mạnh rồi, không còn là một đội hình mà bỡ ngỡ bước vào những ngày đầu tiên của cầu thủ nhí nữa. Và từ trận đấu đầu tiên cho đến trận đấu này thì chúng ta đã thấy được một diện mạo rất là khác của các cầu thủ nhí. Hay quá, Nguyên Khang. Ôi, Nguyên Khang của chúng ta đã bị chấn thương rồi. Đi Hoàng rapper đã chạy lại rất nhanh, sau đó là Bảo Mẫu Hồ Viết Trâm và Bảo Mẫu Thanh Thức. Ở trận đấu trước cùng với cả đội Phú Quốc thì sau khi mà khi được một cú hat-trick, ba bàn thắng, thì Nguyên Khang cũng đã bị chấn thương và phải ra ngoài. Và ở trận đấu này thì ngay ở những phút đầu tiên, Nguyên Khang cũng đang gặp phải chấn thương và chúng tôi đang rất là lo lắng. Tuấn Kiệt, Đại Dương, Minh Đức cũng như Đỗ Thành Hên đang rất là sẵn sàng để hỗ trợ cho cú đá phạt này của Nguyên Khang. Thành Hên quyết định vào rồi! Tuyệt vời! Đây là một chiến thuật táo bạo và đã đánh lừa được cả đội bạn của Công Tum. Chúc mừng Thanh Hên! Ở bên phía TDH Con Tum có Trần Quốc Đạt mang áo số 25 vào sân. Vào! Vẫn là Nguyên Khang đúng không ạ? Các cầu thủ của Công Tum đã bắt đầu hoang mang với những bàn thắng vừa rồi của cầu thủ nhí. Có được hay không? Vẫn còn 37, cầu thủ 37 vừa vào sân. Vào không? Vẫn còn bóng. Công Tum đâu rồi? Vào không? Công Tum! Trời ơi, tiếc quá. Rất tiếc cho cầu thủ số 26, hoàn toàn cơ hội ghi bàn, thế nhưng hơi bị áp lực trước dàn phòng thủ khá mạnh của cầu thủ nhí. An Giang đã bắt trúng bóng rồi ạ. Vẫn còn Nhật Huy. Nguyên Khang. Một trận đấu rất hay, chuyên nghiệp và đầy kịch tính. Đây là trận chung kết, cũng là trận đấu cúp vào không? Hơi nhẹ, hơi nhẹ. Nếu như Ngô Hải Đại Dương xuất mạnh hơn nữa thì rất khó để cho cầu thủ môn của TDH Công Tum có thể đỡ được. Tuấn Hiệp. Mật bóng rồi. Vào không? Còn, vẫn còn. Ôi. Rất khó và có thể nói là áp lực quá mạnh của cầu thủ nhí ở trận chung kết này đã khiến cho cầu thủ chúng ta, đặc biệt cầu thủ số 26, khó mà có thể tiếp cận được với khung thành một cách dễ dàng nhất. Khá là đáng tiếc. Nguyên Khang. Hiệp một kết thúc trong những gì lo lắng của cả hai huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Chiến Toàn. Có thể là huấn luyện viên Nguyễn Chiến Toàn sẽ phải thay đổi chiến thuật lại của mình. Vào hiệp đấu thứ hai này thì đội hình của cầu thủ nhí vẫn giữ nguyên. Còn đối với TDH Kon Tum thì đã có một sự thay đổi rất lớn về mặt đội hình. Đó là Nguyễn Hiếu Thuận số 01, Tôn Thất Thiên Bảo 46, La Xuân Thịnh 37, Châu Phạm Vĩnh Tường 26, Nguyễn Hoàng Phúc 35 và Đỗ Thành Mỹ 36. Tạo một cái chiến thuật mới cho đội Kon Tum. Bây giờ là màn phản công của Kon Tum. Trần Gia Bình vào sân. Trần Gia Bình chúng ta được biết luôn đứng ở vị trí thủ môn. Gia Bình sẽ kiêm vị trí tiền đạo. Đây cũng là một tiền đạo thủ môn khá mạnh của cầu thủ nhí 2020. Chiến thuật này của
An Giang. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hồng Sơn cũng là một chiến thuật khá là vững chắc cho cầu thủ nhí. Một sự cân đối về mặt đội hình. Bên phía cầu thủ nhí của chúng ta thì phần lớn là các cầu thủ rất là nhỏ. Gia Bình. Như vậy thủ môn của Công Tum đã khá là vất vả để đón được bóng một cách chính xác. Hơi tiếc một chút xíu cho Công Tum. Đó là cú bóng mà An Sang khá là thành công khi đón được. Là cái sự thay đổi người, 37 ra sân, số 7 của Công Tum vào sân. Đây là một trong những cầu thủ cũng khá là mạnh của TDH Công Tum. Nhỏ mà có võ thưa quý vị. Lên nào, hay quá. Chuyền đi, rất tốt, số 7. 45, vẫn còn bóng, tiếp tục đi nào. Thể hiện sức mạnh của mình đi nào. Cô bắt đầu hâm mộ con rồi. Tuyệt vời. Trời ơi, một cú sút căng. Nhưng thủ môn của Công Tum đã đoán được chính xác cú sút của Nguyên Khang. Nếu không thì đó là một bàn thắng nữa cho cầu thủ nhí rồi. Thành hơn. Gia Bình. Nguyên Khang. Gia Bình. Rất nhanh chóng Công Tum đã cướp được bóng. Các cầu thủ của Công Tum đã tăng tốc lên rất nhiều rồi. 45. 22. Tuấn Hiệp. Sút nào. Vẫn còn. Công Tâm ơi, lên đi nào. Xin được phép thay mặt ban tổ chức và xin cảm ơn và xin phép hai MC bình luận viên, đó chính là anh Phúc và chị Chi, sẽ cùng nhau bàn luận trên ghế nóng chúng ta với trận cầu cực kỳ siêu kinh khủng ngày hôm nay. Những pha áp sát được áp dụng rất bài bản đến từ đôi chân. Tuyệt vời. 32 vẫn còn. Các thủ của cầu thủ nhí. Lại là những pha phối hợp bóng ăn rất tốt, lấy chân thế số 3 của cầu thủ nhí chơi rất vững vàng trong ngày hôm nay. Một pha phản công của cầu thủ nhí. Đây rồi. Hay đây quá. Rồi vào cái đôi giày rồi. Hiếu Thuận là cái tên là tôi rất tin tưởng ở hiệp 2 này. Anh Hồ Phúc thân mến, một trận đấu như vậy chúng ta có quyền thay được mấy cầu thủ ạ? Mỗi đội liên tục. Ở cầu thủ nhí liên tục được thay. Rất tốt, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Hay lắm An Sang ơi. Tuấn Hiệp. Nguyên Khang. Vẫn là bàn đón chính xác của Hiếu Thuận. Anh Hoàng thấy không? Vẫn là Hiếu Thuận lúc nào cũng đón chính xác những cú sút của rất chăm chỉ để chạy chỗ. Bên cạnh đó là một cú sút vào không. Số 10 Nguyễn Minh Đức. Vâng, từ đầu trận đấu đến giờ thì có lẽ là Nguyễn Minh Đức là một cái tên mà chúng ta không nhắc đến. Nhưng mà bây giờ thì Nguyễn Minh Đức đã bắt buộc chúng ta phải hét thật to tên của cậu ấy. Vâng, số 10 Nguyễn Minh Đức của chúng ta. Tôi nghĩ anh Hoàng rapper đã lên đây để mang lại may mắn cho cầu thủ nhí rồi. Lúc anh Hoàng đánh trống, cầu thủ nhí cũng thắng. Bây giờ anh Hoàng đổi vị trí lên đây, cầu thủ nhí vẫn thắng. Rất tuyệt vời, rất cảnh giác, chơi rất tập trung với hàng hậu vệ của cầu thủ nhí. Ba tuyến của cầu thủ nhí ngày hôm nay áp sát đối thủ cực kỳ tốt. Tuấn Kiệt. Một pha đá biên tiếp theo. Bóng xoay ngang không vào. Hay quá. Wow. Hiếu Thuận đúng không ạ? Hiếu Thuận. Thật khủng khiếp. Thủ môn Hiếu Thuận của đội Con Tum chơi rất là tỉnh táo. Chiều cao của bạn ấy cực kỳ ấn tượng. Giơ cái tay lên là thấy chạm xà ngang rồi quý vị ạ. Không cười nha, mặt không cười rất lạnh lùng. Con Tum cố lên. Vẫn chưa được. Liên tục là những pha câu bổng từ những trái phạt góc của đội cầu thủ nhí nhưng vẫn chưa thành công. Mọi thứ đã được định đoạt rồi. Vâng, chúc mừng cầu thủ nhí. Trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Các cầu thủ nhí của chúng ta đang có một pha ăn mừng vô cùng đáng yêu. Với lối chơi chuyên nghiệp và sự phối hợp ăn ý, Nguyên Khang, Thành Hên, Minh Đức đã ghi 3 bàn thắng ấn định chiến thắng với tỷ số 3-0 trước đối thủ TDH Kon Tum. Xin chúc mừng đội bóng cầu thủ nhí 2020!